ba tầng đấy. Hơi bé nhỉ. Cái sân to quá. Cái về bé gì, kiểu gì vẫn được tầm 3 tầng, 2 tầng, 1 tầng. 3 tầng. Anh em thượng núi chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Sáng nay anh em dậy sớm để di chuyển tiếp mọi người ạ. Mọi người sang suối sang bên này thì chắc làm lán bên này không nhỉ? Này nó là suối to ghê thật. Cái này ếch kêu nhiều hơn cái kia nhỉ. Đoạn suối bên này kiểu ấm ấm luôn, bật ngày anh kêu. Có cái con. Này đẹp mà, cho có nước. Lũ đâu? Hả? Có lũ đâu? Ở chỗ đấy chứ có lũ đâu. Con đấy ăn cua. To ghê thật. Anh cứ toàn bắt đi. Móc rồi à? Ui, này chẳng bắt được đâu. Nhiều lũ quá. Móc đạp phải con rắn này. Đập vào đầu nó nào ấy, tự nhiên thế. Quay quay lên luôn, mỏng nước mà. Này suối đẹp thật. Ôi nhỉ, trước cũng dính lũ nhỉ, suối này ấy nhỉ. Con này nó to này. Mừng nước này. Tớ ơi, chưa vào trong đoạn này. Còn đấy mà nướng được ạ. Chạy nhanh thật. Ai kêu nhỉ? Mình chơi cái này nó tắm mát lắm này. Này quả hoa chuối. Cái này mới đẹp. Cái sớm. Đây, cái kiểu mềm mềm này. Cái này mà chín ăn cũng thơm lắm nhá. Hoa thì hoa đẹp. Đây này có nhiều đá. Đấy mà chấm có thạch anh nhá. Toàn đá cái đá cũng trắng 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 này, nhìn nó tản luôn. Dưới này có cá heo mà nó chưa đi sâu mà biết có không nhỉ. Kìa này, như anh bị bới thế nào chứ nhỉ? Như ta liên động nào đó. Ôi ạ.
toàn loại đá trắng trắng trên này. Bạn tự nhiên có cái hốc chỗ này luôn. Cái này có cái hang chuột này mọi người. Và đi vào lại ghê thật đấy. Lối đi ra đoạn này. Mày một số này đi dễ nhỉ. Quả gì đấy? Anh em đi xuôi theo suối mãi rồi. Này em có gọi cá nhỏ. Gọi cá xuống. Cây vàng anh. Lá non ăn cũng chát chát, ngon. Rất khó đi. Ở đây có con cua mà bé này. Bé quá chẳng có bắt. Thôi nó mới đá gì này. Này còn bách bách đá hơi khó đi. Anh em lại vòng lên cái bé lại cái to kia nhằm lán cũng chả làm được nên. Giờ anh em phải vòng cái này để vận tiền kia chấm nào. Đi chỗ này gặp tổ chim mọi người. Ô cú rồi, này nó nằm lâu rồi. Chạy. Chạy. Này nằm chơi treo ngay như kiểu này này. Bên đấy là bên này. Hả? Biết đâu ơi. Đây anh thấy như kiểu có người đi thì biết đi được không? Anh em sẽ dựng lằn chỗ này mọi người ạ. Phía trên này là có nước, nước bé bé này đỡ ùn. Nãy chỗ suối bên kia nước to quá. Anh em định làm đấy mà. Nước ẩm ý quá. Để đỡ ùn. Làm chỗ này nhỉ, trồng một cây ngang sang bên này. Nhái luôn.
Ngầm vào thế rúi này, biết phải không? Ui, chạy ra. Vừa chạy rồi. Thế. Chạy chưa? Lũ này. À, lũ thùng rồi à? Thùng rồi. Dưới anh bới rồi, dưới kia anh bới rồi. Phí thế nhỉ? Thùng rồi, chạy đi. Ui, nhìn lũ tổ ui. Con này ấy. Ui, lũ sướng này mà chạy mất nhỉ? Không đục lỗ. Tổ ghê nhỉ? Lũ tổ này. Để hôm nào làm lán xong đi tìm thôi nhở. Tìm quanh đây thấy đấy. Vẫn quanh đây này. Ui, lối chuột nó lên ăn cái cây quả nứa này. Nhiều thật đấy. Lối ấy. Cái này chắc cái rúi nó vào là ăn. Nó không nghe có nước à. Vì có loại cây nó đã ra quả này. Nó không có nước, nó không ở lâu. Chặt đoạn đấy nhá, cho chặt bên này sang nhá. Hết búi này là đủ luôn cái lán mình rồi. Nước. Nước trở lại. Anh em hiểu hụt mãi được một đồng nứa bên này. Chắc là cũng đủ xào.
Mỗi cây được hai mẩu thế thoải mái. Ba mẩu chứ. Ba mẩu à? Cái này được ba mẩu, cây dài nhất. Thế dùng thoải mái. Thừa cả nữa. Dài quá bên kia có cây đâu. Cho lùi lại. Dây chứ nhỉ? Ừ, mỗi hai người làm gì thật. Thừa. Cái tên trước. Cái này trước. Trống nữa. Ừ.
Thế là em đã xong phần sàn với phần mái rồi mọi người ạ. Mái này là hai lớp chuối, một lớp lá cây móc nha. Lớp lá cây móc nữa. Cái móc này nó chả kín đâu mà chủ yếu làm cho nó cứng sàn. À đâu, cứng nóc. Cứng cái lá. Cứng mái ấy. Giữ được cái lá chuối. Sàn quá chắc, đừng mầm thoải mái luôn. Không sao rồi. Toàn quả gì hả? Tôi lại mà kẻ đến chung chứ sao? À, quả chức lan đây. Đây có cả. Có. Củ này như chỗ củ giòm này. Cái hạt, có lẽ chức cây kia chứ. Củ giòm thật.